Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Cuộc Sống Hôm Nay của chúng tôi. Chúng tôi luôn mang tới cho quý vị những thông tin mới nhất, nóng nhất. Và bây giờ, xin mời quý vị theo dõi chương trình. Moscow cảnh báo Ba Lan về kế hoạch đánh chặn tên lửa Nga tại Ukraine. Moscow sẽ đáp trả thích đáng nếu Ba Lan tìm cách chặn tên lửa của Nga trên bầu trời Ukraine. Oleg Tiapkin, vụ trưởng vụ châu Âu thuộc Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo. Nếu Ba Lan quyết định chặn vũ khí tầm xa mà quân đội của chúng tôi sử dụng hợp pháp để vô hiệu hóa các mối đe dọa quân sự từ phía Ukraine nhằm vào Nga, thì chúng tôi sẽ đáp trả thích đáng. Giới ngoại giao Nga đã nhiều lần chỉ rõ rủi ro tiềm ẩn khi các quốc gia phương Tây tham gia trực tiếp cũng như có các hành động quân sự ủng hộ Kiev. Ông Oleg Tiepkin trả lời phỏng vấn của Sputnik. Nhà ngoại giao này nói thêm, chúng tôi sẽ không đàm phán với bất kỳ ai để thỏa hiệp về vấn đề này. Cả Warsaw và NATO đều biết rõ lập trường của chúng tôi. Trước đó, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorsky cho biết Warsaw đang cân nhắc khả năng bắn hạ tên lửa của Nga trên bầu trời Ukraine. Từ lâu, Kiev đã kêu gọi các nước phương Tây bắn hạ tên lửa trên bầu trời Ukraine từ lãnh thổ của họ. Truyền thông Pháp trích dẫn lời của các quan chức Ukraine đưa tin vào cuối tháng 6 rằng Kiev đang thúc đẩy các đồng minh châu Âu tạo ra vùng cấm bay tại miền Tây Ukraine bằng cách triển khai các hệ thống phòng không ở Ba Lan và Romania. Trên thực tế, hệ thống Patriot của Mỹ từng được nhìn thấy tại một trường bắn thử nghiệm tại Ba Lan vào ngày 21 tháng 3 năm 2015. Tuy vậy, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã phủ đầu ý tưởng Ba Lan sử dụng hệ thống phòng không của họ để bắn hạ tên lửa của Nga trên lãnh thổ Ukraine. Ông giải thích, NATO sẽ hỗ trợ Ukraine và chúng tôi đã tăng cường viện trợ. Song chính sách của NATO vẫn không thay đổi, chúng tôi sẽ không tham gia vào cuộc xung đột này. Chúng tôi sẽ không trở thành một bên tham chiến. Vì vậy, chúng tôi ủng hộ Ukraine trong việc bắn hạ máy bay Nga, nhưng NATO sẽ không trực tiếp tham gia hé lộ ba phương án tấn công của Ukraine nhằm vào điểm yếu ở biên giới Nga. Quân đội Ukraine được cho là đã xem xét các phương án khác nhau trước khi quyết định triển khai cuộc đột kích vào vùng biên giới cớt của Nga. Báo Economist ngày 18 tháng 8 dẫn nguồn tin quân sự cho hay, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sinsky đã cân nhắc ba phương án khác nhau nhằm khai thác điểm yếu trong phòng thủ biên giới của Nga. Các phương án này bao gồm tấn công vào cớt hoặc vào Bryansk hoặc một cuộc tấn công tổng hợp vào cả cớt và Prian Ryazan là một tỉnh biên giới khác của Nga nằm ở phía tây tỉnh Cớt và nằm ở phía bắc tỉnh Chernihiv, Sumy của Ukraine, phía đông biên giới Belarus. Theo những người lính Ukraine và những người thân cận với ông Shinsky, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine chỉ chia sẻ kế hoạch của mình với một số quan chức quân sự và an ninh nhất định và thảo luận riêng với Tổng thống Zelensky để đảm bảo bí mật tối đa. Kiev cũng dự kín kế hoạch tấn công với các đối tác phương Tây để tránh bị dò dỉ hoặc gián đoạn. Tổng thống Zelensky cho biết, Kiev không thông báo trước cho các đồng minh phương Tây về kế hoạch đột kích cớt vì cho rằng phương Tây sẽ ngăn cản do lo sợ làn danh đỏ của Nga. Mặc dù vậy, sau khi quân đội Ukraine đột kích vào cớt, các nước này vẫn bày tỏ sự ủng hộ Kiev và khẳng định cuộc tấn công của Ukraine không vi phạm chính sách của phương Tây. Mục tiêu chính của chiến dịch đột kích là củng cố vị thế của Kiev trong các cuộc đàm phán tiềm năng và buộc Nga phải rút bớt lực lượng khỏi mặt trận Donbass, miền đông Ukraine. Đây cũng là điều mà giới chức Ukraine tuyên bố trong những ngày vừa qua. Tổng thống Zelensky ngày 18 tháng 8 đã lần đầu thừa nhận cuộc đột kích nhằm lập vùng đệm an ninh bên trong lãnh thổ Nga để đảm bảo an toàn cho người dân ở các vùng biên giới của Ukraine khỏi các cuộc tấn công của Moscow. Sau hơn một tuần đột kích, Ukraine tuyên bố đã kiểm soát hơn 1.150 km vuông lãnh thổ Nga, bắt giữ khoảng 150 tù binh. Nga buộc phải sơ tán khoảng 200.000 người dân ở các vùng biên giới do lo ngại Ukraine có thể tiến hành cuộc đột kích tương tự vào những vùng khác. Việc lên kế hoạch tỉ mỉ, chiến thuật thông minh và giữ bí mật đã giúp Ukraine nhanh chóng đạt được thành công về mặt chiến thuật trong những ngày đầu tiên. Tuy nhiên, binh sĩ Ukraine cho rằng tình hình ngày càng căng thẳng khi Nga đã điều động quân có kinh nghiệm hơn. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ, cuộc đột kích của Ukraine đã buộc Nga phải triển khai binh sĩ từ chiến tuyến Ukraine về phòng thủ cho cớt. Trước đó, báo Wall Street Journal dẫn nguồn thảo tin ngày 17 tháng 8 cho hay, Nga đã tái triển khai khoảng 5.000 binh sĩ từ Ukraine về cớt. ISW nhận định, quy mô tái triển khai lực lượng của Nga sẽ phụ thuộc vào mức độ Kiev dồn quân để chiếm giữ các vùng lãnh thổ đã giành được tại Cớt. Quân đội Ukraine vào ngày 19 tháng 8 tuyên bố tiếp tục tiến công và mở rộng quyền kiểm soát trên lãnh thổ ở Cớt. Ukraine thổi bay 200 triệu đô la Mỹ của Nga trong vụ tấn công giáo riết bằng UAV các đội cứu hỏa Nga đang chống chọi với trận hỏa hoạn kéo dài 3 ngày ở phía tây nam đất nước sau khi một cuộc tấn công bằng drone của Ukraine vào một kho dầu đã làm bùng cháy kho dự trữ dầu diesel của cơ sở này. Hôm 17 tháng 8, thống đốc tỉnh Rostov của Nga, ông Vasily Golubets cho biết, các lực lượng phòng không Nga đã đánh bật một cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine tại thị trấn Prolestas, cách biên giới Ukraine khoảng 150 dặm. Tuy nhiên, một ngày sau, thống đốc Golubet thông báo, các mảnh vỡ từ UAV đã rơi xuống các kho công nghiệp tại cơ sở dự trữ nhiên liệu của nhà nước Roletas, gây ra một đám cháy mà các cơ quan chức năng Nga đã gặp khó khăn trong việc kiểm soát. Golubet cũng tuyên bố rằng, do một cuộc tấn công UAV lặp lại vào sáng 18 tháng 8, công tác chữa cháy tại Roletas đã bị tạm dừng. Ukraine đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công và Phó Thủ tướng Irina Vereshchuk đã lên Telegram để thể hiện sự vui mừng về thiệt hại mà vụ tấn công gây ra. Đây là cách, từng bước một, chiến tranh xâm nhập vào lãnh thổ của đối phương. Đây là khu vực Rostov của Liên bang Nga, bà Vereshchuk phát biểu ngày 19 tháng 8. Theo thông tin từ hãng tin nhà nước Nga TASS qua Telegram hôm 19 tháng 8, ngọn lửa đang bùng cháy trên diện tích 10.000m2 10 và người đứng đầu cơ quan quản lý quận Roletas cho biết đã có hơn 500 lính cứu hỏa được gửi đến để dập lửa. Thống đốc Golubet cho biết đã ban hành tình trạng khẩn cấp tại quận và 41 lính cứu hỏa đã được đưa đến Bệnh viện trung tâm quận Roletas để điều trị. 18 người trong số đó đã được nhập viện và hiện có 5 người đang trong tình trạng chăm sóc đặc biệt. Theo Jaroslav Torimov, một nhà báo gốc Ukraine và trưởng phòng đấu ngoại của tờ Wall Street Journal, cơ sở Proletas chứa đến 200 triệu đô la Mỹ nhiên liệu, dựa trên giá bán buôn trong nước khoảng 500 đô la Mỹ mỗi tấn dầu diesel. Kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quy mô lớn vào tháng 2 năm 2022, Ukraine đã tiếp tục tấn công các cơ sở công nghiệp và tài sản năng lượng trong lãnh thổ Nga với hy vọng làm suy yếu nền kinh tế và khả năng tài trợ quân sự của Nga. Các khu vực gần biên giới Ukraine, chẳng hạn như Rostov, đặc biệt dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công kiểu này. Vào giữa tháng 6, một cuộc tấn công bằng drone của Ukraine vào tỉnh Rostov đã gây cháy lớn, làm gián đoạn nguồn cung cấp điện địa phương và gây ra các vụ cướp điện tại một số khu vực của Morozov. Vào ngày 3 tháng 8, Anton Gerashchenko, cựu cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, đã đăng video trên X cho thấy những gì ông tuyên bố là hậu quả từ cuộc tấn công bằng drone của Ukraine vào nhà máy Atlas ở Rostov mà ông cho biết cung cấp sản phẩm dầu cho quân đội Nga. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tiếp tục yêu cầu được phép sử dụng vũ khí cung cấp từ nước ngoài để tấn công các mục tiêu sâu hơn trong lãnh thổ Nga, điều hiện đang bị các quy định của Mỹ và Vương quốc Anh kèm theo các lô hàng của họ cấm. Văn phòng của Zelensky tuyên bố hôm 19 tháng 8 cho biết đây là quyết định duy nhất có thể ngăn chặn sự tiến công của quân đội Nga ở Ukraine và nếu các hạn chế này được gỡ bỏ, Ukraine sẽ không cần phải vào sâu khu vực Kurs để bảo vệ công dân Ukraine ở khu vực biên giới và tiêu diệt khả năng của Nga. Hàng trăm lính nga đối mặt với nguy cơ bị cắt đứt trong cuộc tấn công ở Kurs. Theo các báo cáo mới, quân đội Nga có thể bị cắt nguồn cung cấp và quân tiếp viện gần biên giới ở Kursk sau khi lực lượng Ukraine nhắm vào các cây cầu quan trọng. Ngày 19 tháng 8, các nốt gơ quân sự có liên hệ với Điện Kremlin và các phương tiện truyền thông độc lập của Nga đưa tin rằng Kiev đã phá hủy cây cầu thứ ba bắc qua sông Zim ở Kursk. Một trong những tuyến đường giao thông quan trọng của Moscow được sử dụng để hỗ trợ hậu cần và tiếp tế cho quân đội Nga trong cuộc chiến chống lại cuộc tấn công bất ngờ của Ukraine vào Nga. Gần hai tuần sau khi Ukraine tiến vào Kurs, trọng tâm chính là phá vỡ các tuyến đường tiếp tế và hậu cần của Nga. Và thông điệp từ Kiev cho thấy, Ukraine đang tập trung vào việc ngăn chặn lực lượng Nga tấn công lãnh thổ Ukraine. Tổng thống Ukraine Zelensky phát biểu ngày 19 tháng 8 rằng, nhiệm vụ chính của Ukraine là phá hủy càng nhiều tiềm lực chiến tranh của Nga càng tốt và thiết lập vùng đệm ở Kursk. Đài phát thanh Belarus Nesta và một số nguồn tin của Nga đưa tin rằng cây cầu thứ ba nằm ở làng Karis, trong những ngày gần đây, Ukraine đã phá hủy một cây cầu trên sông Seim gần làng biên giới Lushchenko, tiếp theo là cây cầu thứ hai gần làng Svanoye lân cận vào ngày 19 tháng 8. Karis nằm ở phía tây của cả Svanoye và Luskovo. Vào ngày 19 tháng 8, chỉ huy không quân Ukraine cho biết việc phá hủy một cây cầu khác ở Kurs đang giúp tước đi khả năng hậu cần của kẻ thù. Khi được hỏi về việc nhắm mục tiêu vào cây cầu thứ ba, một phát ngôn viên của lực lượng không quân Ukraine đã từ chối bình luận với Newsweek. Bộ Quốc phòng Nga đã không trả lời yêu cầu bình luận qua mèo. Nếu việc phá hủy cây cầu thứ ba bắc qua sông Siêm được xác nhận, lực lượng Nga đang chiến đấu chống lại một cuộc tấn công của Ukraine gần biên giới sẽ phải đối mặt với vấn đề nghiêm trọng trong việc tiếp tế và đưa quân tiếp viện vào vị trí, Nesta đưa tin. Nếu tất cả các cây cầu trên sông Siêm bị phá hủy, khiến người Nga không thể di chuyển qua đó và chỉ cần trốn thoát, thì đó sẽ là tình huống bắp bên. Nhà quan sát quân sự Ukraine Vasil Peknyo nói với tờ The New Voice of Ukraine vào ngày 19 tháng 8, Hãng tin độc lập Astra của Nga đưa tin vào ngày 19 tháng 8 rằng lực lượng Nga đã bị cắt đứt khỏi các tuyến đường tiếp tế gần Luskovo. Một số tài khoản trong cộng đồng blogger quân sự có ảnh hưởng của Nga đã đưa tin về việc mất cây cầu thứ ba bắc qua sông Siemens, mặc dù có nhiều báo cáo trái ngược nhau về mức độ ảnh hưởng của sự việc này đến hậu cần của Nga. Một blogger nổi tiếng cho biết hôm thứ Hai rằng, mặc dù mất cây cầu cố định cuối cùng bắt qua sông, lực lượng của Moscow vẫn có thể tiếp cận các cầu phao đủ để tiến hành các hành động hiệu quả nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công từ quân đội Ukraine. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình trên kênh Cuộc Sống Hôm Nay của chúng tôi. Nếu quý vị thấy thông tin hữu ích, xin hãy nhấn đăng ký kênh và chia sẻ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!